con Kawasaki trước mặt mình đẹp nhé. Con siêu tuyển Nhật đấy. Thích quá các bạn ạ. Bánh mì rất là ngon, mình hấp dẫn thế. Đây là bánh Na Pim bánh dâu. Ôi nhìn ngon lắm. Ngon quá. Ồ, cái bánh này đặc biệt này. Mình sẽ mua thử các bạn. Bánh cá này. Thử cho một cái xem. Wow. Hello cả nhà. Hôm nay quay cho mọi người xem cái nước hoa quả ở Nhật rất là đặc biệt nhé. Cái này ở Nhật nó có những cái loại nước mà dành cho những người mà người ta. Cái chai này này. Chai này là dành cho những người mà không muốn ăn rau á. Thì người ta có những cái nước ép tinh tố này. Thì nước có nước táo không? Chanh này, ớt này, thành phần chính là vitamin C và vitamin A. Những người mà thiếu chất xơ ấy thì có thể dùng cái nước này rất là tốt này. Đây, hôm nay mình quay cho mọi người đi siêu thị này. Ở đây nó có những cái loại, có loại đỗ để ăn cùng kèm với cơm này. Để xem này. Đi siêu thị quay cho anh em xem. Còn đây là cái loại vitamin nhé mọi người, nhìn này, tác dụng của các loại vitamin này rất là tốt cho sức khỏe hơn những người mà đây này. Cái vitamin này là 12 loại vitamin này mọi người này. Vitamin này những người mà lúc mà mình đi làm về mệt đấy thì uống rất là tốt mọi người. Mình cũng đã thử rồi. Vitamin 12 loại vitamin này. Đây là loại đây là loại gì đây, mình cũng không hiểu lắm. Đây là 5 trong 1 này. Không biết loại gì đây, 5 vitamin 5 trong 1. Đây này, loại cung cấp protein này mọi người này. Ở đây rất là nhiều nhé. Đấy, mình ốm hoặc đây là cái loại này là loại hoa quả đây, vị hoa quả này. Mình sẽ lấy thêm một loại này tí sẽ cho mọi người xem, mình thử xem nó có ngon không nhé. Mình lấy một loại vitamin, 12 loại vitamin này, rất tốt luôn mọi người nhé. Những người ốm ấy, chuẩn bị ốm ấy, uống cái này vào có thể nó sẽ rất là hiệu quả. Đây cho mọi người xem cái chai còn tiếp theo là rượu này. Rượu nho của Nhật là dành cho những cái người mà tại khái là gì nhỉ? Các bạn mà nữ ấy, bạn nữ có thể uống. Rất là thích luôn các bạn. Đây là rượu gì? Chai này là chai nhựa này, rượu nho xanh. Nhiều lắm mọi người. Đây là cà phê này mọi người. Cà phê đen là Nhật đóng hộp uống sẵn luôn các bạn ạ, giống như ở Việt Nam ấy. Mình chả biết cái này uống, chắc cái này cho uống lạnh các bạn. Còn đây là trà này. À đây là trà mướp đắng mọi người. Quả mướp đắng này, quả khổ qua đây. Quả khổ qua này. Đây là trà gì đây? Trà này là cái trà nước ép rau củ quả đấy các bạn, rau bắp. Còn đây là bột cái quả hạnh nhân này, quả hạnh nhân nhiều cực luôn các bạn. Mình đang không biết chọn cái gì đây. Đây là một quả nước táo này. À đây hộp nó chai nước táo này, mình 298 yên là 6.000 tiền Việt. Đây là rượu Nhật nhé, mình nhìn này,
hiện đóng chai nhờ rất nhiều luôn. Một sen 388 yên là khoảng 280.000 tiền Việt. Đây là chai Itomo. Đây rất nhiều luôn, nhìn rất là thích mắt luôn. Cực kỳ nhiều luôn. Ôi chai rượu nhà to thế. Chai này là 2 sen 790 yên, 540.000 tiền Việt, 4 lít rượu. Còn đây là khu vực chỗ đồ uống này mọi người. Đồ uống cái loại Kirin này mình cũng rất là thích. Nếu uống nhiều rồi chán này. Đây nước chè xanh này. Đây nước chè người Nhật thì rất thích uống cái loại này các bạn này. Cực kỳ thích uống được. Chè xanh. Mình thấy cũng có rất nhiều chai. Đây là chai cũng chai nước chè này. Chè này uống khá là tốt cho sức khỏe nhé các bạn nhé. 15.000 tiền Việt. 78 yên. Còn đây là loại gì này? Đây là nước kiểu như dạng sữa có ga ấy các bạn. Nước có ga nhìn như sữa ấy. Đây nước cam. Nước cam đóng chai sẵn luôn. Phần của nó là bao nhiêu đây? 35% nước cam, còn lại là đường và nước. Ở đây cũng có cả Pepsi với Coca các bạn. Pepsi với Coca. Vitamin C này. Đây như mà nếu mà các bạn mệt nha, các bạn có thể mua chai vitamin C để uống này. Ở Nhật này rất đầy đủ luôn, các nước uống dinh dưỡng rất tốt luôn và an toàn, không như ở Việt Nam mình đâu. Thích nhá các bạn ạ. Còn đây là mình review hôm nay là mình mua được mấy đồ linh tinh này, thịt tôm này, táo ở Nhật này, giá rất rẻ lắm. Mấy thịt lợn là Nhật nhé. Rồi, lát nữa mình sẽ review cho các bạn xem khi mình rời nhà nhé. Khu vực sữa Meiji của Nhật này các bạn ơi, cực kỳ đẹp, cực kỳ ngon luôn này. Ôi, các bạn nhìn đã mắt ạ. Sữa Meiji cho người xem khu vực sữa nhé, là hàng sữa này. Đây là sữa của Nhật, cực kỳ nhiều luôn. Sữa này là, mình xem qua đây là loại LG21. Mình chả biết có uống được không. Xem có cái loại nào hay mình sẽ mua ở đây. Đây là sữa Nha Nam, giống như Nha Nam ở Nhật này. Yogurt. Con loại này mình thử ra không ngon. Rất nhiều luôn này mọi người nhé. Ra hàng bia, siêu nhiều bia luôn. Giới thiệu từng loại một nhé. Bia Asahi nổi tiếng nhất ở Nhật này. Asahi trắng, Asahi bạc này. Asahi green label xanh này, Sapporo này, mọi người xem, cực kỳ nhiều luôn. Ui, nhiều thế. Đây là chiếc nước phẩm của mình sau khi đi siêu thị tập rồi. Đang chờ ra thanh toán đâu này. Đâu bên này nhìn có những cái loại bánh rất là ngon nhá. Này. Con mắt rồi. Bim bim rồi. Tiếp tục đây là gì đây? Bánh ăn vặt, đồ ăn vặt. Trà xanh. Cà phê. Những cái hoa quả. Hello mọi người, hôm nay mình quay cho mọi người xem đây là thuốc ở siêu thị Nhật nhé. Cái thuốc vi cá mập này, nó có hai loại, một hộp nhỏ 180 viên là tính ra là 2 sen tương đương với 400.000 tiền Việt, 420.000 tiền Việt. Còn đây tính ra cả thuế nó vào, cái hộp to này là 360 viên này, 3 sen 200 yên là 650.000. 650.000 mọi người nhé. Còn cái thuốc xương khớp này cũng thế,
Xuất xương khớp này cũng vậy, có hai loại bằng tiền nhau các bạn. Ở đây người ta bán bằng tiền nhau đấy, giá cho mọi người thực tế luôn nhá. Vòng điều hòa huyết áp mà mọi người ở nhà hay đang hay quảng cáo rất nhiều đây các bạn này, vòng điều hòa huyết áp này. Tranh thủ đi chợ xong vào siêu thị thuốc để xem mọi người này. Giá của nó rất rất rõ đây nhá, 1 sen 886 yên là 360.000 tiền Việt thôi, thực tính là khoảng 400.000 tiền Việt. Đây rất nhiều loại vòng các bạn nhé, tùy theo kích thước của cổ này, người ta đeo lên đây. Tác dụng của cái vòng này mọi người biết rồi đấy, khi đeo lên đây như hình ảnh này là nó sẽ tạo ra một cái sóng từ trường ấy, nó làm điều hòa cái huyết áp của bạn. Đấy, giá chung của nó là như thế nhé, có loại 2 sen 450 tiền Việt. Đây là màu, à đây là miếng dán, miếng dán khác, miếng dán này là có 500-700 yên tùy loại. Đây là các loại vòng, bây giờ cổ đỡ đau, vòng này nằm có xu 500.000 tiền Việt. Quay hết cho mọi người xem giá đây, vòng siêu thị này. Theo là một dạng bút, dãy bút của Nhật này, mọi người xem toàn bút đẹp luôn. Giá của nó cũng không hề rẻ nha, 100.000 một cái đấy, 100.000 cái bút chì đấy. Đây là bút chì ấy mọi người, đây là bút chì, là bút bi. Đây mọi người, 100.000 cái bút này đấy. Trong nghìn cái bút chọn nào bây giờ đây, chọn cái nào đây, nhiều lắm. Và cả ngòi bút này, đây là ngòi bút này, gì đây là ngòi bút chì này, 0.5B này, bút chì kim ấy, đây bút chì kim này, chì kim 70.000 một cái, ui siêu đắt luôn. Còn bút chì này 40.000 cái bút chì, siêu đắt luôn mọi người. Là một gian hàng về thuốc bổ, mọi người xem đây, mọi người xem cái này, bên này nhiều hơn này, loại có năng lượng này 10 trong 1 này, tiếp theo loại vitamin 12 trong 12 loại vitamin này, khoáng chất này, protein này, cái này bổ sung cho trẻ con rất tốt luôn này, mọi trẻ con uống được vậy, phát triển chiều cao này, năng động này, mọi người xem siêu nhiều luôn. Gian hàng đủ chết, cái này khoảng 25.000 một hộp các bạn nhé, cái này đắt hơn cái này 80.000, 32.000 tốt cho trẻ con này, cực kỳ nhiều luôn này các bạn ơi. Giá của nó là 80.000 một hộp 18 miếng, 80.000 một hộp 18 miếng này. Dày đây thôi, chúc mọi người ở dưới đây quảng cáo quay cho người xem nhé.